đi vào một cái vùng mà mình không biết, và thậm chí những cái mối quan hệ cũ mình không có kiến thức về cái ngành đó, họ cũng sẽ không có đưa được những cái feedback cho mình. Thì em hỏi là có những cái dấu hiệu nào mà chỉ cho mình biết được là mình đang đi đúng hướng hay không? Em biết là sẽ có những bạn khi mà họ chuyển một cái gì đó mới thì sẽ có rất là nhiều bấp bênh và họ cũng không chắc là cái quyết định này có đúng hay không. Thì trong quá trình mà anh làm á thì có cái gì mà đâu đó những cái dấu hiệu dọc đường nó khiến anh xác nhận là có vẻ như là mình cũng đang đúng hướng. Thường nó sẽ là những cái feedback của những người xung quanh, ví dụ như mình cứ đi theo cái hướng mà mình nghĩ là đang tốt cho mình, và thông qua đó nó tốt cho công ty hay cho sự nghiệp của mình, và mình đưa nó vào ứng dụng, sau đó mình nhờ những cái người xung quanh để họ đưa ra những cái feedback là ok, vậy thì những cái mình đang làm như vậy nó có tốt hay chưa. Mình trao đổi với những người chuyên gia, hoặc là những người làm chung ngành với mình và việc là business, coi coi là ok, vậy những gì mình đang làm nó có đang hỗ trợ cho họ không. Thì đó là cái cách mà anh áp dụng. Với lại giống như em nói, thì khi mà chuyển qua một cái công việc mới này, thì sẽ có rất là nhiều cái concern. Thì thật ra cái chuyện đó là rất là bình thường. Mình đi vào một cái vùng mà mình không biết, và thậm chí những cái mối quan hệ cũ của mình, họ cũng không biết được là ok, vậy thì họ không có kiến thức về cái ngành đó, họ cũng sẽ không có đưa được những cái feedback cho mình. Thì cái đó là chuyện anh nghĩ là bình thường. Thì cái mà mọi người có thể làm á là thật ra là cố gắng, mình sự khó mình kiên nhẫn, mình cố gắng và mình nỗ lực hết sức trong những cái mà mình đang làm thôi. Thì anh nghĩ là tới một cái thời điểm nào đó thì mọi người sẽ bắt đầu có những cái feedback, có những cái nhận định, có những góp ý cái gì mình đang làm là tốt hay xong.